Cậu bạn ơi, ở đằng trước nhà mình bữa nay hôm nay có cái cây dừa bị đuông ăn các bạn. Đuông ăn hôm nay không biết cái quả hũ còn không. Giờ hai anh em mình chuẩn bị đồ nghề này. Đi ra ngoài đằng mình chặt coi cái quả hũ còn không, hay là có đuông gì không, bắt vô nếu có đuông bắt vô làm nước mắm ăn nha các bạn. Còn không có thì mình còn quả hũ thì mình lấy quả hũ luôn. Rồi mình mời các bạn theo mình ra ngoài chặt cái cây dừa luôn. Đây mình có chuẩn bị cái cây xào beng này với cái rựa. Bước hai cái này ra ngoài chặt nấu. Tao đi con cò nó đi đó. Đây là lúa ăn hết rồi, nguyên đồng này cắt hết rồi, giờ chuẩn bị xào lại các bạn. Đây mình có cái cây, một cái chùm cây mật gấu các bạn. Còn cái cây này cái lá mật gấu này. Nó trị bệnh trị vết gì đấy mà không biết trị bệnh gì. Đây các bạn, đây trước của mình có ba cây. Cái cây đứng giữa nó bị đuông ăn rồi nè, nhưng mà không biết còn cổ hũ trong đây không. Mấy nay mình chặt coi có không các bạn. Cái này mình tính chặt mà nó có một cái cổ khiến cho báo lửa cái này các bạn. Mình lấy rôm đốt. Lấy rôm mình đốt mình mới dạm được. Tưởng đâu không có mình chặt cái nước cũng lên còn. Đây, cục kén này. Ý, con này lớn rồi. Trời ơi, con nó bự rồi. Thành con đó hả? Ừ. Mày bự rồi không ạ? Bự luôn. Đấy rồi. Rồi, nó bự bự hết rồi con. Dạ. Ây. Ôi. Con kia vậy? Ơi. Con này vậy sao ăn? Phải nó không? Bỏ ra các bạn. Ê, con này quăng. Ồ. Con này cũng lớn luôn à. Ồ, đây là có bài. Có. Ồ, quá chừng luôn. Ừ, nó lớn nữa đầu. Nhưng mà mình khoái con này không ạ? Từ đầu mình cũng bắt được mới giờ một cái con lớn này là ăn mình nghe nó mạnh miệng mà nó ngon hơn. Ừ, lớn, con này lớn luôn nữa rồi. Ê, này. Quá đã luôn. Ồ, con nó mập. Con này mập ù luôn nè. Con bự vợ nè. Ồ, đây con nữa à. Đây con đó bạn. Đây con nữa nè. Quá đã luôn. Sao mấy cái con nào con nói nó mập dữ vậy? Kiểu nó đang ăn trên cái đầu. Ồ, đây 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 đây. Chạy hả con? Đúng. Ừ, con đâu đi con nào? làm như cái cà na thái rồi. Con nào con lấy đồn cho. Tạo giữ năm tới đây luôn. Ừ, năm tận cùng cái ngọn luôn.
chắc là lớn quá. Con đó nó ngon đấy. Không biết cái kén hơi khô rồi. Ô, bỏ chừng rồi, vô luôn rồi. Đây, tao tạo rơi quá tay luôn. Con này mềm, tay đất, con này mềm. Mới thành luôn mà. Con đó đúng ra mới cứng á. Ờ, con đó mềm chứ, mới thành vậy. Chưa có thành, chưa có bò được nữa mà. Nó có cái đồng đọt không như đây rồi nè quá. Ngoài có đồng đọt không như đây rồi. Lại vô nữa mày. Không biết để con vô làm món gì ăn đây. Dây. Cái con này dây bỏ mà không lấy được. Nó mập. Đây các bạn, nãy giờ mà hai nay mình chặt mất mấy cái tàu không các bạn, này còn nguyên một cái đầm đọt luôn, đây này, ôi ơi, con này bữa nay vô mánh nữa rồi, ủa, con này không biết còn đâu, ôi gì nó bước con này còn, còn chứ muốn lấy cái mở cái miệng chung ra, không, rồi, rồi, đây, mấy cái tàu không mà được vô đây nè. Đây chắc 20 con nè. 20 hai mấy con hơn à. Hai mấy 30 con các bạn. Rồi cái cây cũng ba lớn nha. Rồi giờ hay là mình đục ngang cái này. Rồi lấy cái khúc này vô trong mát. Đúng chỗ nào mát rồi đục lấy cái con ra các bạn. Đây các bạn. Hai nay mình nãy giờ e ạch ở ngoài kia hai nay mình lau vô cái ngang cái ngọn lau vô tới đây các bạn. Đây. Rồi. Nãy giờ mới có bán vòng ngoài không mà được như đây nè. Cái này chắc cũng cỡ gần 30 con rồi các bạn. Có 30 con, ba mấy con rồi chứ. Nấu kén không là 20 con rồi. Cái con không nữa này ba mấy con rồi. Thôi rồi. Còn trong đây nữa bạn giờ đang chuẩn bị mình đẻo ra. Ừ, nghỉ mệt tí xíu không? Mệt quá. Không gì đang đẻo. Ừ. Như đây đuông vậy mà nó ăn cái gì đâu có chịu nấu à. Ừ. Mẻ rồi. Ừ, đứt luôn rồi. Mấy ngày thôi. Đứt con rồi mày. Quá uổng nãy giờ đứt 2-3 con rồi. Nãy giờ đứt nhiều lắm rồi, đứt 5-7 con rồi. Rồi. Nè bạn. Vô phương rồi, quá trời luôn rồi bạn. Giờ còn trong đây. Nè. Ô. Còn nữa quá trời luôn dạ sao nó cắn ừ hơi trời nào giờ mình mới thấy luôn đây nè ừ còn nhoi nhoi này luôn nè đó nè ừ nó kêu quọt 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 nè ừ đó nó còn rút ngay sọt 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 động nữa mà quá trời luôn ừ. Mấy cái con gì quá trời vậy hai vô khó vậy hai con con vậy đó con gì như vậy ừ con này nó sẽ lớn lên nè lớn lên nè thấy không ừ cái này con quá chừng luôn rồi cái này mà cỡ mà lấy cái này mà bỏ vô mà nuôi nó từ lớn ừ ơi cái cổ hủ mình nó nằm ngay chỗ này bây giờ nó ăn vô tới tổng luôn rồi ừ, tiêu cái cổ hủ luôn rồi thôi để mấy này mình bữa xong ra này con quay lại cho con xem. Đây, đây các bạn. Nãy giờ mình nghe nó ọt 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 ở trong này đó bạn. Cạo rọt rọt bên này kia nè. Đây. 2 3 4
năm. Ui giời ơi, con này bị đứt rồi. 2, 4, 6 quá trời luôn rồi. 7 trời luôn. 8 còn nữa, nằm ở dưới nữa, nằm dưới này nữa, rút dưới nữa. Ui giời, quá chừng luôn. Đây. Tốt. Rồi, nào bạn. Nãy giờ mấy này mình làm xong hết rồi. Ra một đống á. Có đúng mềm. Ra một đống nữa nè. Một con mà nó như đây các bạn. Nãy giờ anh em mình làm nó bị đứt hết mớ rồi. Đứt chắc cả mười mấy con rồi. Đây, đây được như đây là bây giờ còn được mới kén nữa nè. Mấy con này hơi già. Này mình để mấy con bự ra các bạn. Mấy con bự này nó bấu mấy con này lủng cái đó mà. Lựa bỏ riêng ra. Mấy con bự này thì ăn rất là béo, béo rồi về, ngon lắm các bạn. Bị bữa hổm mình có cắt một cây dừa ngoài nhà em, ngoài nhà Hoàng ngày thứ năm mới có ăn rồi. Mình có chiên đó mình ăn rồi. Rất ngon. Nãy giờ làm nó bị đứt ra nhiều con lắm mà. Đây là cũng có một số sắp già hết rồi nè. Đây, con này thì lớn rồi nè. Nó vẫn nằm trong cái kén nhưng mà nữa này nó bắt đầu lớn rồi nè. Con này còn 50-60 con vậy trời. Nó tính hết luôn cỡ nhỏ đâu nữa là chắc cả ngàn con nha các bạn. Con của nó thì nhoi luôn. Trời ơi. Đây này. Các bạn coi. Có một cái dừa mà dày mà nó ăn là sao chịu nổi quá. Chưa tính là cái số lớn này các bạn. Chưa tính là cái số lớn này, này. Số lớn này nó nhiều lắm. Nó lại bay bớt rồi. Rồi. Bây giờ thì cái này mình cái món này cái này thì giờ mình em mình cũng chưa có tính làm gì nữa các bạn. Lát nữa mình tính làm gì. Giờ mình đi cắt cỏ cho bò ăn, cái mình vô mình chế biến món ăn các bạn. Rồi bye. Giờ trời cũng tối rồi bạn. Cắt cỏ vô trễ quá. Rồi giờ Úc Duy trong này rửa sạch sẽ rồi nè. Rồi. Rồi giờ lựa mấy con nhỏ nhỏ này với sạch sạch này mình để riêng ra cỡ 5-6 con các bạn. Chắc mấy con lá mình ăn sống. Còn nhiêu mình bỏ vô trong chảo mình chiên. Chảo mình chiên cũng giòn lại. Bây giờ hai năm mình bắt đầu chiên nha các bạn. Đây, hiện tại là hơi tấu nha các bạn. Nên mình có làm chén nước mắm nè. Mắm bỏ ức quá trời luôn. Rồi chờ lại 5-6 con còn sống là lá nữa mình ăn nha các bạn. Mình nhớ gì vậy. Rồi đây, còn đây là thơm nước mũi luôn các bạn. Quá đã luôn. Bây giờ bỏ vô chiên cái nó phù lên vậy nè. Quá đã luôn. Cái chiên này thì ăn rất ngon các bạn, béo lắm. Còn cái này thì mình ăn nó không quen thì nó hơi hơi không hông. Đó nó mình review lại cho các bạn xem. Lúc hổm mình giặt vừa mà nhà Hoàng mình có ăn hết lần rồi. Rồi để mình làm chín rồi mình quay các bạn. Giờ mấy hôm nay mình chiên xong rồi nè. Đây. Mấy con già đó các bạn. Chiên nó xong rồi nó dẹp lép như này. Teo rồi. Mấy con già này ăn ngon lắm. Để trên chảo thì phù mà vớt xuống cái teo. Con này mình để sống rồi mình bỏ vô nước mắm các bạn. Bỏ mắm ăn. Ăn đây kìa. Thấy ngon.
Đây hai nè, mình làm 12 lon bia các bạn. Này giờ cũng mới ăn. Các bạn nghe. Bỏ cái đầu ra thằng. Cơ. Mày ăn luôn cái đầu. Cứ nhắc thằng ăn. Chim đậu có làm ăn đâu mà nói vậy, chim á, sống sống con con một bữa trưa ăn con con một rồi không có lấy cái chén đây mở bao luôn. Giờ mình bỏ con sống mình bỏ vô trong nước mắm các bạn. Này được rồi, mình cũng có ăn được một lần nữa các bạn. Ăn một con rồi. Bây giờ mà các bạn ăn với mình nha. Mình bỏ ớt nhiều ăn mới ngon các bạn. Mà không ớt. Mở qua luôn, các bạn muốn những gì mình luôn. Ăn thi luôn, không bể luôn. Mấy con này đó, tại con này nó không chưa có teo thịt lưỡi nào, con này teo thịt. Teo gì nữa nhỉ? Đặt cái. Dài ly mới dám ăn chứ. Ăn thử biết cảm giác như thế nào. Là sao? Tôi thấy mấy con già nó dữ béo nữa hơn con nào thật béo hơn rồi. Con già nó béo mà nó không thơm nữa. Cái mùi cắn cái như con có gì nó tạo cây xài đó, cái mùi xích hay gì đó, mùi ấy vậy chứ. Cái này là đúng là nó lại cắn thì nó bỏ nó thôi một cắn đó. Quay gần lại cho con xem nè. Mình thấy ngon. Quá béo luôn. Quá đã luôn. Bên nào cắn nó cắn phải không? Vô cũng bình thường. Không có gì đâu.
nghe thật, nó nghe ngọt ngọt rồi đó, nó béo. Vô ăn vậy. Đây, rồi dĩa quá ngon luôn. Đó nè. Sao đâu động. Đây. Đây 5 7 con rồi, năng 2 con còn 5 con luôn. Bây giờ mày không? Đấy, không? Đó. Ăn dễ luôn nè, quá thời nó nhiều lắm. Dễ. Ở đầu cũng vừa đó mà xăm còn cái gì nữa. Làm bia cái mình hút mình con sống nữa mà. Đây, mời qua đâu. Đây, mở ba luôn. Chúng là ăn ăn chứ cũng không có không nghe mạnh miệng luôn các bạn. Thôi nhé. Quá cay. Dạ con ha. À, quá cay. Ngày nào cũng mẹ. Thôi, trời cũng tấu rồi các bạn. Anh em mình review bắt được mới đuông này, review cho bạn xem cho vui. Rồi các bạn xem nhớ đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ mình kênh mình nha các bạn. Rồi video mình tới đây kết thúc. Chúc bạn xem vui vẻ. Rồi anh em mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye.